Thanh xin chào tất cả quý vị đến với Góc MB. Sườn ướp như cách của Thanh làm khi nướng lên rất là thơm, giống như mùi vị thịt nướng của những nhà hàng bán cơm tấm. Sườn nướng trong nồi air fryer nếu mình nướng đúng nhiệt độ và thời gian thì không những miếng sườn nhìn hấp dẫn mà thịt mềm vừa tới ăn rất là ngon đó quý vị. Nguyên liệu mình cần là 2,5 lb sườn heo. Sườn bán trong chợ có loại để nguyên bẹ, có loại đã được cắt thành từng thanh dài như trong hình, hay là đã được cắt thành từng khúc nhỏ. Sườn để nướng thì Thanh thấy mình mua loại thanh dài dài như vậy nè, thì nướng nhìn hấp dẫn hơn. Gia vị để ướp thịt gồm có 2 muỗng canh đường cát, 5 muỗng canh nước tương Thanh dùng là loại mặn vừa thôi, 1 muỗng canh sả bằm, 1 muỗng canh củ hành bằm, 2 tép tỏi cũng bằm nhuyễn. Sả của hành và tỏi mình có thể xay thịt nhuyễn cũng được. 3 muỗng cà phê rượu thơm, 1 muỗng canh dầu mè. Nếu quý vị thích thì cho thêm 1 muỗng canh bột ớt cay vừa, tiêu. Và nguyên liệu cuối cùng là 2 muỗng canh mật ong. Chai rượu này là chai rượu thơm Thanh làm ở nhà. Ướp thịt mà thiếu rượu này thì coi như sườn mình nướng sẽ không ra cái mùi thơm như là nhà hàng làm. Cách làm rượu rất là đơn giản. Ngâm khoảng chừng sau 1 tuần là mình có thể dùng được, nhưng mà rượu thơm tới là thường sau 3 tuần. Thanh có chia sẻ cách làm rượu này rồi, quý vị có thể tìm link của video cách làm rượu thơm trong phần bình luận và phần miêu tả. Để sườn ướp trong tủ lạnh ngăn thường ít nhất 2 tiếng đồng hồ hay là qua đêm rồi mới đem đi nướng. Trong thời gian ướp, mình nên lật bề bao vài lần để sườn thấm đều gia vị. Trước khi nướng khoảng 30 phút, mình đem bao sườn ra để bên ngoài cho sườn bớt lạnh rồi mình mới nướng nha quý vị. Sườn loại này nếu mình nướng chín nhanh thì sữa thịt còn hơi cứng, cho nên Thanh chỉnh nhiệt độ nướng là 250 độ F và nướng khoảng 50 phút. Thanh để 55 phút. Tại vì cần trừ ra 5 phút làm nồi nóng lên trước rồi mới cho thịt vào nướng đó quý vị. Mình xếp vô nồi một lớp sườn thôi để sườn được chín vàng đều.
Cái nồi nướng của Thanh nhét vô được 2,5 phao sườn à. Nướng khoảng 20 phút thì mình trở bề sườn. Và còn tùy vào nồi nướng của quý vị có ra hơi nóng làm vàng điều thịt hay không mà mình không cần trở bề, hay là trở bề 1 cho tới 2 lần. Thanh nướng Thanh trở bề sườn 2 lần. Lần đầu tiên trở bề sau 20 phút nướng. Còn lần thứ hai đó là trở bề sườn khi sườn đã được nướng 40 phút rồi. Thời gian nướng thịt còn tùy vào nồi nướng của mình như thế nào nữa. Có thể là quý vị cần nướng vài phút ít hơn hay nhiều hơn 50 phút. Thanh thâu có để flash đèn trong điện thoại lên á, cho nên miếng sườn nhìn hơi bị nhói một chút. Sườn sau 50 phút nướng với nhiệt độ 250 độ F thì sớ thịt mềm vừa tới, thịt tươm và có màu thịt nướng nhìn hấp dẫn. Còn mùi vị thì rất là thơm ngon như là thịt nướng nhà hàng làm. Nhai trúng miếng mỡ bé béo có cái mùi thơm của rượu, phải nói là ngon ăn không cần cơm luôn đó quý vị.